Hello mọi người, hôm nay mình vô vườn khổ qua nè cả nhà. Đây, cái này là thu được rồi nè. Nhìn đã ghê không? Vô vườn này là xanh mát luôn. Đây, trời nhìn đã ghê chưa? Vô đây là mát rưỡi luôn cả nhà, chỗ nhìn mát mát luôn. Trời ơi đã chưa, wow nhìn thích quá cả nhà ơi. Đã không? Khổ qua năm nay cũng có giá nè cả nhà. Rồi, cái này to. Ở kia. Nhìn đã ghê tơi. À cả nhà, trời thấy trái đã chưa nè. Đây. Trái treo lủng lẳng nhìn, trời ơi. Cái ghiền luôn á. Thích cưng ghê chưa? Trời ơi, nhìn đã ghê. Đây là vườn khổ qua. Ồ, nhìn đã vô cả nhà nha. Thấy mê luôn á. Rồi mình sẽ đi qua dưa leo. Trời ve, ve chuông nó kêu á cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ qua vườn dưa leo bên kia nha. Tí xíu nữa mình qua bên đó rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Bây giờ theo chân mình qua vườn dưa leo nha cả nhà. Đây là vườn bưởi của người ta này. Bên đây cũng là bưởi.
Đây bà chủ đang ngồi trong đây nè cả nhà ơi. Ngồi một mình buồn vậy? Ngồi một mình buồn vậy? Hả? Mới qua hả? Chị hỏi công á, công nói chị em bên này. Ủa bên kia trồng ớt hả vậy thằng? Bên kia trồng ớt hả? Chị rủ đi kiếm cái đu đủ và nấu canh. Cái nó thôi đi vô thành chơi. Cái này gì mình phải bấm đọt lên hả? À, bấm cho nó leo lên cái gì phải không? Nó vàng vàng. Cái vườn chi leo này cả nhà. Mới lên được tới đây thôi. Mà thời tiết bữa nay xấu quá, nó cũng bị hư nhiều.